Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Kính chào quý vị và các bạn. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức Khỏe Tự Nhiên. Trong chương trình lần này, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu hai nội dung chính sau đây. 1. Đặt một tép tỏi dưới gối, ngàn lợi ích kỳ diệu. 2. Bác sĩ mách, sau 9 giờ tối, lấy một nhánh tỏi xoa vào chỗ này, ngủ ngon tới sáng, gân thận khỏe như voi. Sau đây là nội dung đầu tiên. Đặt một tép tỏi dưới gối, ngàn lợi ích kỳ diệu. Các bạn thân mến, tỏi không chỉ là loại gia vị hết sức quen thuộc trong nhà bếp, mà còn được sử dụng như một vị thuốc tự nhiên, giúp con người phòng và chữa nhiều bệnh tật. Ngoài ăn tỏi, đắp tỏi, bạn có thể sử dụng một phương pháp khác cực kỳ hữu ích để tăng cường sức khỏe, đó chính là đặt một nhánh tỏi đã bóc vỏ dưới gối khi đi ngủ. Tại sao lại như vậy? Ngay sau đây, mời các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu về công hiệu tuyệt vời của việc làm đơn giản này. Công dụng số 1. Cải thiện giấc ngủ. Mất ngủ lâu dài gây nguy hiểm cho sức khỏe của chúng ta. Mặc dù mất ngủ không phải là một bệnh, nhưng tình trạng mất ngủ kéo dài có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của chúng ta. Trên thực tế, đặt tỏi dưới gối trước khi đi ngủ có tác dụng tốt cho giấc ngủ. Tỏi sẽ tỏa ra hợp chất lưu huỳnh allicin, có thể có tác dụng giúp bạn chìm vào giấc ngủ nhanh và ngủ sâu hơn. Bên cạnh đó, magie và kali trong loại củ này cũng giúp bạn có giấc ngủ ngon hơn. Magie hỗ trợ giấc ngủ sâu, phục hồi bằng cách giúp duy trì mức axit gamma aminobutyric lành mạnh. Đây là chất dẫn truyền thần kinh, làm giảm hoạt động của các tế bào thần kinh trong não và hệ thần kinh trung ương, từ đó làm tăng thư giãn và giảm căng thẳng. Kali được cho là làm tăng hiệu quả giấc ngủ và giảm việc bị thức giấc. Công dụng số 2. Tăng tuần hoàn máu khi ngủ vào ban đêm. Con người về cơ bản không di chuyển nhiều, do đó tuần hoàn máu có thể không được thông suốt. Những người có tuần hoàn máu kém thường cảm thấy khó chịu hơn. Sau khi thức dậy, gặp phải các triệu chứng như chóng mặt, đau đầu, đau mỏi cổ tay, chân. Trong trường hợp này, tỏi cũng có thể được sử dụng để giải quyết vấn đề. Vì một chức năng khác của allicin trong tỏi là thúc đẩy quá trình tuần hoàn máu và trao đổi chất của cơ thể, giúp ngăn ngừa một số vấn đề về mạch máu như tắc nghẽn mạch máu. Khi vấn đề tuần hoàn máu kém được giải quyết, bạn sẽ cảm thấy cực kỳ dễ chịu và soạn khoái sau khi thức dậy. Công dụng số 3. Đuổi muỗi và côn trùng. Theo những nghiên cứu khoa học, mùi cây nồng trong tỏi có tác dụng xua đuổi các loài côn trùng gây hại, đặc biệt là ruồi và muỗi. Mùi hương trong tỏi khiến những loại côn trùng này bị mất phương hướng và không thể xâm nhập vào nhà. Ngoài để tỏi ở dưới gối, còn một cách khác tránh muỗi đó là thoa một chút nước tỏi lên vùng da hở vào ban đêm. Tuy nhiên, để đảm bảo vai trò của việc đặt tỏi dưới gối khi ngủ, bạn cần căn cứ vào khoảng cách tiếp xúc giữa cơ thể và tỏi. Nếu gối dày quá, tỏi để xa cơ thể quá, không thể phát huy những hiệu quả chữa bệnh như mong đợi được. Do đó, cần có sự điều chỉnh thích hợp giữa gối ngủ cũng như vị trí đặt tỏi để đảm bảo tỏi phát huy khả năng chữa bệnh, cải thiện sức khỏe. Công dụng số 4. Giảm nghẹt mũi. Nếu bạn bị tắc mũi hoặc khó thở, thì việc để tỏi gần hệ hô hấp cũng sẽ giúp cải thiện vấn đề này rõ rệt. Allicin có trong tỏi sẽ chặn hai nhóm enzyme tạo điều kiện cho vi khuẩn truyền nhiễm xâm nhập và tồn tại trong cơ thể. Tỏi có chứa chất kháng khuẩn, virus và nấm giúp cơ thể chống lại các vi sinh vật gây bệnh nhờ chứa allicin và xinin. Đồng thời, mùi hương của tỏi giúp giảm hiện tượng viêm và xung huyết, giảm tiết nhầy. Nhờ vậy, mũi sẽ thông thoáng hơn và giảm nghẹt. Giấc ngủ cũng từ đó mà ngon và sâu hơn. Công dụng số 5. Khử khuẩn, bảo vệ da.
Trên chăn gối của chúng ta sử dụng hàng ngày có thể chứa rất nhiều vi khuẩn không thể nhận thấy bằng mắt thường. Những vi khuẩn này có thể gây ngứa, mẩn trên da. Để khắc phục, bên cạnh thay chăn ga vỏ gối thường xuyên, bạn nên đặt một tép tỏi dưới gối. Tỏi có chứa sunfit là hợp chất kháng khuẩn hữu hiệu trong giới thực vật. Nó có tác dụng diệt nấm virus và vi khuẩn rất tốt. Nếu chúng ta không thay ga giường kịp thời hoặc đổ mồ hôi nhiều khi ngủ, sẽ có một số vi khuẩn hay thậm chí là bọ ve bám trên ga trải giường. Đặt tỏi dưới gối trước khi đi ngủ có thể tiêu diệt một số vi khuẩn còn sót lại trên gối, tránh gây hại cho cơ thể. Công dụng số 6. Giảm rụng tóc. Nếu bạn đang phiền não về việc rụng tóc nhiều mà chưa tìm được cách giải quyết, bạn nên thử cách này. Các chất dễ bay hơi như tinh dầu tỏi có trong tỏi có tác dụng thúc đẩy quá trình tuần hoàn máu của cơ thể con người một cách hiệu quả. Kích thích tuần hoàn máu của đầu có tác dụng nuôi dưỡng các nang tóc của con người rất tốt. Nhờ đó, tóc sẽ dài hơn, có thể cải thiện hiện tượng rụng tóc. Các bạn thấy đấy, chỉ bằng cách đơn giản là đặt một tép tỏi đã bóc vỏ dưới gối, chúng ta có thể nhận được rất nhiều lợi ích. Tỏi, các bạn nên thay mỗi ngày để bảo đảm phát huy tối đa công dụng. Các bạn hãy thực hiện ngay và phản hồi về những thay đổi mình nhận được ngay dưới phần bình luận với chương trình. Xin chuyển sang nội dung tiếp theo. Bác sĩ mách sau 9 giờ tối, lấy một nhánh tỏa, xoa vào chỗ này, ngủ ngon tới sáng, gân thận khỏe như voi. Quý vị thân mến, các cụ ta có câu, ăn được ngủ được là tiên, không ăn không ngủ mất tiền thêm lo. Câu nói đơn giản như khẳng định tầm quan trọng của việc ăn ngủ đối với sức khỏe của con người. Ấy thế nhưng, qua tuổi 50, giấc ngủ ngon trở thành ước mơ xa xỉ của rất nhiều người. Bởi vậy, các cụ ta mới có câu, khôn không tới trẻ, khỏe không tới già. Việc mất ngủ của tuổi già ảnh hưởng rất lớn tới chất lượng cuộc sống nói chung. Gần đây, tôi nhận được lá thư góp ý của vị lương y 80 tuổi, là bác sĩ về hưu tại Hà Nội chia sẻ, việc cách dùng tỏi, đặc biệt trị dứt điểm vấn đề mất ngủ chỉ từ một nhánh tỏi sau 9 giờ tối. Lấy một nhánh tỏi, xoa vào năm chỗ này, ngủ ngon tới sáng, gan thận khỏe như voi, hỗ trợ ngừa tiểu đường, giảm đau xương khớp, sống khỏe tới già. Vậy cách làm như thế nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi tiếp. Thứ nhất, dùng tỏi xoa vào lòng bàn tay, ngủ ngon tới sáng. Bác sĩ mách sau 9 giờ tối, cứ dùng tỏa xoa vào lòng bàn tay, mắt ngủ mấy cũng khỏi, đặt lưng xuống là ngủ ngon tới sáng. Việc xoa lòng bàn tay trước khi đi ngủ có tác dụng tốt đối với sức khỏe của con người đã được nhiều tài liệu ghi nhận. Vì việc xoa lòng bàn tay giúp lưu thông máu huyết, giảm căng thẳng, giúp ngủ ngon. Nếu kết hợp cùng tỏa xoa vào lòng bàn tay sẽ giúp chúng ta đi vào giấc ngủ nhanh hơn và ngủ sâu giấc hơn. Những nghiên cứu cho thấy, những người có thói quen dùng tỏa xoa vào lòng bàn tay sẽ có giấc ngủ ngon và chất lượng hơn so với những người không làm. Sở dĩ như vậy, bởi vì theo đông y, tỏi có tính ấm, khi massage giúp lòng bàn tay ấm lên, giúp việc lưu thông máu huyết tốt hơn, giảm căng thẳng, kích hoạt máu bơm lên não, kích thích cơ thể thải độc. Ngoài ra, trong tỏi còn có vitamin B1, B6 giúp bổ não, giúp con người dễ dàng đi vào giấc ngủ. Tính kháng viêm của tỏi cũng hỗ trợ phòng ngừa cảm cúm, viêm họng, cảm lạnh và chống lại các virus, vi khuẩn, giúp bảo vệ sức khỏe. Tuy vậy, sẽ có một số cô bác khó chịu với mùi tỏi sống nên có thể thay thế bằng tinh dầu tỏi hoặc sau khi xoa tỏi vào lòng bàn tay có thể rửa lại bằng nước ấm rồi đi ngủ. Vị trí thứ hai, xoa tỏa vào lòng bàn chân. Theo lương y Bùi Đắc Sáng, giã nát tỏi rồi đắp tỏi vào vị trí gan lòng bàn chân, đi ngủ qua đêm, đem lại hiệu quả thải độc cơ thể bất ngờ. Bên cạnh nhiều công dụng chữa bệnh khác, được biết, phương pháp này lần đầu tiên xuất hiện tại Nhật Bản, sau đó lan rộng đến nhiều quốc gia trên thế giới. Đắp tỏi vào gan lòng bàn chân trước khi đi ngủ được ví như một miếng dán thải độc, giúp loại bỏ hết độc tố trong cơ thể chỉ trong một đêm. Chưa kể phương pháp này còn làm giảm đau khớp, giảm mệt mỏi và
và đặc biệt có thể chấm dứt những cơn đau đầu hành hạ chúng ta do căng thẳng, stress. Theo cựu đại tá lương y đa khoa Bùi Hồng Minh, phó chủ tịch Hội Đông y Ba Đình, Hà Nội, đắp tỏi vào gan lòng bàn chân rồi ngủ qua đêm đúng là giúp cơ thể thanh lọc rất tốt. Từ đó, xoa tan nhiều chứng bệnh, phiền toái hàng ngày như mệt mỏi, đau đầu, đau xương khớp. Điều quan trọng là phải đặt đúng tỏi vào gan lòng bàn chân mới phát huy được công dụng tuyệt vời như vậy. Cụ thể trong Đông y, tỏi có vị cay, tính ôn, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, sát khuẩn, chữa khí hư, tiểu tiện khó, bụng chướng đầy, tiêu nhột, đờm và các hạch ở phổi, tại ế. Công dụng thải độc cơ thể của tỏi được ghi nhận từ rất lâu trong y học cổ truyền với tính kháng sinh mạnh, giúp giảm viêm cực tốt, lại đạt đúng huyệt vị là gan bàn chân, điểm cực quan trọng ở bàn chân có ý nghĩa với sức khỏe toàn bộ cơ thể, sẽ giúp hấp thu những dưỡng chất một cách dễ dàng, từ đó thải độc cơ thể trọn vẹn, giúp quý cô bác thấy khỏe khoắn, rõ rệt ngay khi tỉnh giấc. Tuy vậy, cần lưu ý không nên dùng tỏi sống để đắp lên gan bàn chân của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ vì dễ gây bỏng rụp da của trẻ. Người trưởng thành có làn da nhạy cảm cũng được khuyến khích không nên giã nát tỏi sống đắp trực tiếp lên gan bàn chân với những người có làn da nhạy cảm. Có thể sử dụng tinh dầu tỏi để thoa đắp lên chân. Nếu dùng tỏi sống cũng không nên đắp quá nhiều lần trong tuần. Chỉ nên duy trì 2-3 lần để có kết quả tốt nhất. Vị trí thứ 3, xoa tỏa lên vùng trán, hỗ trợ trị đau đầu kinh niên. Theo Đông y, tỏi có vị cay tính ấm, quy vào kinh tỳ vị phế thận. Tỏi có tác dụng tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, ngăn ngừa nguy cơ mắc các bệnh lý do vi khuẩn virus gây nên. Bên cạnh đó, nó còn có hiệu quả chống viêm nhiễm, sát khuẩn rất tốt. Chính vì vậy, tỏi thường được dùng để giải độc, sát trùng, làm ấm tỳ vị, chữa đầy bụng, tiêu chảy, sốt rét, ho gà, đau nhức. Đối với bệnh đau đầu, tỏi có tác dụng giảm triệu chứng đau nhức, khó chịu rất tốt. Tôi có bà bác hàng xóm, cứ đến chiều và tối là đau đầu, đi khám không ra bệnh, mà uống nhiều hoặc huyết dưỡng não cũng không đỡ. Mỗi khi đau quá, bác đành phải uống 1 hoặc 2 viên giảm đau cho dễ chịu. Thế nhưng uống thuốc giảm đau cực kỳ hại gan. Trung bình 1 viên thuốc giảm đau đầu cần đến 6 tuần mới có thể đào thải hết ra khỏi cơ thể. Thật may được mách bài thuốc dùng tỏi xoa lên vùng trán và vùng thái dương trong khung thời gian từ 9 đến 10 giờ tối. Chỉ sau 2-3 hôm làm như vậy, hiện tượng đau đầu giảm hẳn và bác ngủ rất ngon giấc. Khi xoa tỏi lên vùng trán sẽ giúp giảm căng thẳng, lưu thông máu huyết, kháng viêm và giúp giấc ngủ đến tự nhiên, giúp ngủ ngon, đồng thời còn giúp ngăn ngừa lão hóa. Tuy nhiên quý vị lưu ý, không nên xoa hoặc đắp tỏa quá 30 phút mỗi lần vì tính nóng của tỏi có thể khiến trầy da hoặc bỏng rộp. Công dụng giúp ngủ ngon của tỏi còn được truyền tai qua nhiều cách làm trong dân gian như dùng 1-2 nhánh tỏi đặt dưới gối. Nhiều người cho rằng việc đặt tỏi dưới gối khi ngủ còn giúp điều chỉnh tâm lý bất ổn và đánh bay các ảnh hưởng xấu từ môi trường khi đi vào giấc ngủ. Nhờ đó, khi thức dậy, bạn sẽ cảm thấy như được nạp lại năng lượng, tỉnh táo, khỏe mạnh và làm việc tốt hơn. Vị trí thứ 4, xoa tỏa lên các khớp xương bị đau nhức, giúp giảm đau hiệu quả. Người bệnh xương khớp có thể dùng tỏi để chữa trị, vì tỏi là nguyên liệu rẻ tiền, dễ kiếm, dễ trồng, lại mang lại hiệu quả khá cao, không kém gì dùng thuốc hoặc áp dụng những phương pháp khác ngâm rượu trắng với tỏi để thoa lên chỗ đau là một trong những cách chữa bệnh xương khớp hiệu quả được nhiều người áp dụng. Cụ thể, quý vị nên lột khoảng 1kg tỏi tươi, sau đó phơi khô ngoài nắng, rồi mang ngâm với khoảng 2 lít rượu trắng, cho đến khi nào tỏi ra nước màu vàng thì mang ra dùng. Dùng sau 9 giờ tối hoặc khi những cơn đau nhức nổi lên, xuất hiện những vết xương hoặc bong gân. Người bệnh nên dùng 1 ly nhỏ rượu tỏi để thoa lên chỗ đau. Khi thoa, nên thoa đều tay cộng thêm với động tác massage để rượu tỏi ngấm sâu vào trong da thịt, từ đó nhanh chóng đẩy lùi căn bệnh này. Quý vị nên áp dụng cách này thường xuyên, tuần từ 3-4 lần trở lên sẽ thấy hiệu quả rõ rệt.
Rượu tỏi trắng giúp giảm các triệu chứng đau do viêm khớp dạng thấp, hạn chế sự tấn công của vi khuẩn gây viêm nhiễm. Bên cạnh đó, rượu tỏi trắng còn giúp bổ sung các dưỡng chất cần thiết để nuôi dưỡng sụn khớp. Ngoài rượu ngâm tỏi dùng để xoa bóp, nhiều lương y còn chỉ cách ngâm giấm với tỏi để chữa bệnh về xương khớp. Theo đó, dùng theo cách này, quý vị nên bóc sạch vỏ tỏi, sau đó đi ngâm với một ít giấm. Khi nào cơn đau xuất hiện, có thể dùng tỏi ngâm này để nhai sống và uống thêm một ít nước lọc nữa cho dễ đưa vào đường ruột. Nên dùng cách này trong tuần từ 3 đến 4 lần để mang lại hiệu quả. Tuy nhiên, với phương pháp này cũng có nhiều người không phù hợp vì mùi hăng nồng của tỏi ngâm. Thứ năm, uống một chén rượu tỏi giúp ngủ ngon và ngậm tỏi trị dứt điểm việc đau răng. Trong phần trước, chúng tôi đã chia sẻ với quý vị cách thoa tỏi ngâm với rượu trắng lên những vùng đau nhức của xương khớp. Nhưng còn một công dụng tuyệt vời khác của tỏi ngâm rượu chính là giúp trị đau đầu và ngủ ngon giấc bằng đường uống. Thành phần magie và kali của tỏi khi ngâm cùng rượu trắng góp phần đảm bảo chất lượng giấc ngủ. Magie sẽ phục hồi và hỗ trợ giấc ngủ sâu bằng việc duy trì khả năng dẫn truyền thần kinh, giúp máu lên não đều đặn, từ đó giảm hoạt động tế bào thần kinh trong não và hệ thần kinh trung ương, giúp tăng thư giãn, giảm căng thẳng hiệu quả. Kali có trong tỏi được đánh giá làm tăng hiệu quả giấc ngủ và giảm các đợt thức giấc sau khi chìm vào giấc ngủ. Mỗi ngày nên chỉ uống một chén nhỏ rượu tỏi trước khi đi ngủ, tránh việc lạm dụng quá nhiều, gây lợi bất cập hại. Ngoài ra, các vấn đề sức khỏe khác như sâu răng có thể dùng tỏi để điều trị. Có thể ngâm tỏi tươi hoặc giã nát tỏi cho vào vùng bị đau hoặc chỗ viêm sưng đau. Nhưng lưu ý, không nên ngậm quá lâu, dễ gây bỏng rộp nếu lợi. Những người đau răng hoặc sâu răng lâu ngày nên dùng 2 đến 3 lần trong ngày nếu chịu được mùi tỏi tươi. Ngậm tỏi tươi là biện pháp tạm thời, sau đó cô bác nên khẩn trương đến nha khoa để xử lý những chỗ đau nhất và chữa trị răng được hiệu quả. Quý cô bác thấy đấy, chỉ một củ tỏi nhỏ bé nhưng nếu biết cách dùng thì có vô vàn hiệu quả đối với sức khỏe của con người. Tuy nhiên, khi sử dụng, quý cô bác nên cân nhắc về liều lượng, làm đúng cách để đạt hiệu quả tốt nhất. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng chương trình cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.